22 tháng 9, lễ thượng cờ đoàn thể thao Việt Nam đã được tổ chức tại quảng trường làng vận động viên ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Bên cạnh Việt Nam, tham gia cử hành nghi lễ thượng cờ sáng 22 tháng 9 còn có các quốc gia và các vùng lãnh thổ như Macau, Trung Quốc, Malaysia, Saudi Arabia, Timor-Leste, Turkmenistan. Tại lễ thượng cờ, đại diện cho ban tổ chức ASEAN 19 đã gửi lời chào mừng trân trọng tới đoàn tham dự đại hội và tặng quà lưu niệm cho các đoàn. Trường đoàn Đặng Hà Việt cũng tặng cho đoàn đại diện ban tổ chức bức tranh Chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Đúng 10 giờ 35 phút theo giờ địa phương, tức 9 giờ 30 giờ Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đã tung bay tại quảng trường làng vận động viên ASEAN Games, đánh dấu sự có mặt chính thức của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội. Đến thời điểm này chúng ta cũng đã hơn 300 các vận động viên, các đội viên và các cán bộ bác sĩ nhập làng và một số người đã ở ngoài làng như là đền đô công vận bóng đá nam của mình. Đoàn Việt Nam tham dự ở một kỳ đại hội mà công tác tổ chức và đặc biệt là làng vận động viên hiện tại rất là thuận tiện.